Đồng Quốc Thanh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay đang buổi tối ngày 26 tháng 1 năm 2018. Đồng Quốc Thanh Luân trân trọng giới thiệu quý vị đoạn video clip tôi vừa bàn giao xong bộ nội thất phòng khách cho gia đình nhà bác Thu ở phố Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội. Trên hình quý vị đang thấy đây là một bộ bàn ghế Minh Quốc Triện cột 12, 10 món bằng gỗ cẩm Nam Phi và một chiếc tủ kệ tivi cộng với một đôi lọ đã được kê vào đúng vị trí phòng khách của gia đình nhà bác Thu ở phố Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội. Không gian phòng của gia đình bác rất chi là đẹp, rất chi là rộng rãi, bộ bàn ghế kê vào rất chi là hoành tráng, rất phù hợp với không gian của phòng khách gia đình của bác. Gia đình đang ngồi ở ngoại bên bộ bàn ghế mang thương hiệu của Gỗ Thanh Luân. Bộ này là hàng VIP của Gỗ Thanh Luân tôi, ván mặt dày 2 phân, khuôn mặt 4 phân, vách tượng 4 phân, và hàng 2 tầng cổ. Rất đẹp, to cao, dài rộng và dày hơn hàng thông thường rất nhiều. Bây giờ đến đây vâng, không quay hết. Đấy bạn. Quay xong trừ 50 triệu của chị. Đây, cái hình quý vị đang thấy là bác Thu. Còn cái kia là anh Sơn, chủ gia đình. Và phía trước này là một chiếc tủ kệ tivi cộng với một đôi lọ. Toàn bộ sản phẩm trên được Đồ Gỗ Thanh Luân chúng tôi làm rất chi là đặc sắc, rất kỹ lưỡng. Chú ba này gọi. Alo chú à, cháu đang bên bác Thu. À vâng, thế đã chuyển xuống cho cháu chưa chú? Đã chuyển hết cái cũ xuống cho cháu chưa ạ? À dạ. Vâng, một chút nữa cháu sang nhé. Ok chú, vâng nhé cháu. Đây, trên màn hình quý vị đang thấy đây là bộ bàn ghế Minh Quốc Triện cột 12, gồm có 10 món hàng siêu VIP. Siêu khủng. Vâng, siêu khủng luôn. Rất to cao, dày dặn. Bác anh đi có thể thấy được ở trên thị trường, thấy được các sản phẩm này rất là to cao và hoành tráng. Ai mua và bán lại và lấy lại 5 triệu. Và rất dày. Dày, có dày. Làm không tiếc gỗ, một em làm không tiếc gỗ. Ở đây là chiếc kệ tivi kích thước dài 2m6, toàn bộ 8 cánh này được đục chạm thủ công 100% bằng tay. Rất giá trị. Một đôi lọ lục bình như vậy. Bình gỗ hương đỏ của Nam Phi nhé. Bác gái ngồi vào ghế. À, gia đình nhà bác Thu là hàng xóm của gia đình nhà chú Bàn, cũng là một khách hàng quen thuộc của Gỗ Thanh Luân. À, ngày hôm nay tôi cũng bàn giao cho cả xóm, có ba gia đình đều dùng đồ gỗ của Thanh Luân. Và trước kia thì còn một gia đình nữa, nhà anh Phương, chị Hòa cũng ở trong khu phố này, cũng đã mua hàng đồ gỗ Thanh Luân. Không sao, quay bàn người đàn chú Bàn. Nhà chú vẫn chưa xong nhà. Và thay mặt Đồ Gỗ Thanh Luân thì cháu xin kính chúc bác và gia đình anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, và sang năm mới gặt hái được nhiều thành công và an khang thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn và xin chào lại quý khách trong những video clip sau.